một phóng sự và nó là trang nước mắt, nước mắt trang cơm của Đài truyền hình quốc gia Việt Nam về bữa ăn của học sinh vùng cao. Quá ra là một sự dàn dựng. Lại một lần nữa, báo chí bộc lộ ra khuynh hướng bằng cùng quá đời sống của một bộ phận người dân nào đó để câu like, câu view lấy nước mắt của độc giả nhưng nó không đúng sự thật và nó làm thương tổn đến những thầy cô vùng cao, những người quản lý giáo dục, ủy ban nhân dân các địa phương và kể cả những chương trình của chính phủ về chăm sóc đồng bào vùng cao. Nhưng trước tiên chúng ta hãy trở lại với nội dung chính, đó là thiên phóng sự đẫm nước mắt này và những người trong cuộc lên tiếng như thế nào. Tối 26 tháng 9 trong bản tin chuyển động 24 giờ trên VTV1 đã phát phóng sự bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mũ Yên Bái. Khiến nhiều người không khỏi xót xa khi thấy học sinh mầm non phải ăn cơm với gừng chấm muối, cơm đường. Phóng sự được ghi nhận tại điểm trường Màng Mũ, xã Mô Dề, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái. Trong phóng sự ghi lại cảnh một phụ huynh đào gừng sau đó thái lát nhỏ kèm theo một ít muối trắng để cho con mang tới trường ăn cơm trưa. Thật là sốt xa phải không? Với chiếc cặp lồng cơm với gừng và muối trắng chính là bữa ăn trưa của học sinh tại lớp này. Một số học sinh khác mang cặp lồng cơm trắng với đường. Các cô giáo nấu nồi canh với bốn chiếc rau bắp cải để 138 học sinh ăn cơm ngon hơn khi có canh nóng. Sau khi nhìn hình ảnh cặp lồng cơm với gừng và muối trắng của học sinh, nhiều người bày tỏ sự xót xa và nhiều người cũng nghi ngờ, nghi ngờ rằng phóng sự này có dàn dựng bởi lẽ những người đã đi tham quan hoặc đi từ thiện hoặc đi tìm hiểu ở những vùng cao những điểm bản những điểm trường ở trên núi cao thì thấy họ thấy rằng chưa bao giờ thấy cảnh này cả và phải nói rằng chính phủ Việt Nam đã có những chương trình lớn chăm sóc Người miền cao, đặc biệt là học sinh vùng cao. Chính quyền địa phương cũng vậy và thêm nữa là các tổ chức xã hội và những nhà hảo tâm với những chương trình lớn về đồng bào dùng cao chúng tôi sẽ trở lại vấn đề đó ở phần cuối cùng khi phóng sự này phát đi ra gây sự rúng động dư luận như vậy chia ra làm nhiều ý kiến khác nhau một số lên án chính quyền địa phương ngành giáo dục tại sao lại để cho con em của chúng ta nó khốn khổ như vậy một số người khác nghi là dàn dựng Cuối cùng thì sao? Tối ngày 27 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Bù Căng Chải đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về nội dung phản ánh qua phóng sự của chương trình chủ động 24 giờ phát trên VTV1 về điểm trường màng mũ trường mầm non Mù Dề, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái. Theo báo cáo năm học 2024-2025, trường mầm non Mù Dề được giao 15 lớp với 415 trẻ, trong đó điểm trường màng mũ có 5 lớp, 141 học sinh từ 2 đến 5 tuổi. Theo Ủy ban nhân dân mù căng trải, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu tại điểm chính và các điểm lẻ. Chế độ chính sách của trẻ được chi trả trực tiếp cho cha mẹ trẻ khi được phê duyệt và cấp kinh phí. Riêng đối với điểm trường mù mãn, do có bếp ăn tạm nên chỉ tổ chức nấu hai buổi một tuần vào thứ ba và thứ năm với mức 10.000 đồng một bữa cho trẻ do phụ huynh đóng góp thực phẩm tương ứng với 10.000 đồng. Các buổi thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, học sinh mang cặp lồng thì nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh và kêu gọi xã hội hóa để nấu thêm canh nóng bổ sung vào bữa trưa cho các em. Do vậy, ngày 23 tháng 9, đoàn phóng viên VTV đến nhà trường làm phóng sự là ngày trẻ mang cơm cặp lòng. Nhà trường đã tổ chức nấu canh nóng cho các cháu ăn thêm từ nguồn giáo viên hỗ trợ. Về kiếp, đoàn kiểm tra đã gặp trực tiếp lãnh đạo xã Bồ lãnh đạo giáo viên trường Mầm Non Bồ Dê, bí thư chi bộ, bản mạng mũ và một số phụ huynh học sinh mạng mũ để xác minh và nắm thông tin phản ánh theo báo cáo của ủy ban nhân dân quyền ông mùa a chinh bí thư chi bộ bản màng mũ cho biết đã nắm được các chế độ học sinh và đã tuyên truyền đầy đủ các chế độ chính sách của đảng nhà nước các cấp tới toàn thể nhân dân phụ huynh và học sinh của bản được hỗ trợ ăn trưa cho các cháu mầm non 160.000 đồng một tháng một học sinh hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng một tháng một học sinh phụ huynh học sinh hờ a dê phụ huynh trong phóng sự đã đầu gừng cho con làm thức ăn mang đi học đang là tổ phó tổ an ninh trật tự của bản. Gia đình làm nông nghiệp mỗi năm thu hoạch khoảng 30 bao thóc. Ngoài ra anh Hờ A Dê cũng thường xuyên đi làm thêm kiếm tiền. Hàng ngày tham gia tổ phó tổ an ninh trật tự của bản nhận kinh phí hỗ trợ điều đặn 1,3 triệu đồng một tháng. Năm 2024, hộ gia đình anh nằm trong đề án của quyền được hỗ trợ làm nhà mới, mức hỗ trợ 60 triệu đồng. Anh Hờ A Dê cho biết Ngày con mang cơm cặp đồng gồm tôm, mì, tôm, trứng, thịt, cá. Thỉnh thoảng có hôm ngoài thức ăn, anh có thêm vài lát gừng mang đi cho cháu. Vậy đây là vừa là gia vị, vừa là món ăn thường ngày của người Mông nhiều đời nay. À, người Mông người ta thích ăn gừng như thế dù ăn những món gì thì cũng sắc vài lát gừng mà, mà nhuyễn bỏ lên trên. Sáng 23 tháng 9, tôi đang chuẩn bị cơm và trứng gà cho vào cặp lồng để cho con đi học. Lúc ấy các anh phóng viên đến gia đình có hỏi tôi nhà có gừng không thì mang đi cho con nên tôi lấy lấy gừng và thái lát để mang đi cho con lúc đầu với thái và lát như các anh bảo thái nhiều nên thái nhiều tim tức là người này người ta chuẩn bị cơm trứng gà cho con đi học rồi các anh phóng viên đến gặp muốn ta ly kỳ bằng cùng quá chăng anh sắc lại lát gừng anh sắc dài lát gừng nhưng một khi thì anh không viên không chịu ít gừng quá nhìn vô không thấy thương tâm phải cho nhiều gừng vào để thấy rằng các cháu nhỏ miền cao phải thay vì ăn thịt cá thì phải ăn gừng ăn gừng thật là thương tâm phải không? Để đưa con đến lớp đúng giờ giỏi quá nên tôi không kịp làm thêm trứng cho con mang theo đi học được. Đồng thời qua nói chuyện chia sẻ về một phần theo ý của phóng viên. Nên tôi nói như vậy đây việc mang cơm cặp lòng đến trường cho con tôi. Anh Hờ A Dê tường thuật lại. Tức là anh uh, chuẩn bị chiên trứng rồi luộc trứng cho con. Thì mấy anh phóng viên thúc khói quá. Và anh ra anh uh, không kịp bỏ trứng vào. Và anh phóng viên uh, cũng đã ý định. Chúng tôi biết rồi là làm truyền hình mà. Có ý định từ đầu rồi. Cho nên uh, hỏi anh theo một cái hướng nào đó hướng là à, con cái cực khổ như thế nào ăn cơm với gừng cho nên anh cũng trả lời cho nó xui cô nguyễn thị yến giáo cô giáo trong phóng sự cho biết đã trao đổi với phóng viên hơn một giờ đồng hồ về điều kiện học tập của học sinh và những khó khăn vất vả khi đi học học sinh mang theo cặp lồng có rau cơm rau và lắc gừng thời gian trước nên cô giáo không kìm nẹp cảm xúc Nó khóc và nói như vậy bà lê thị yến hiệu trưởng nhà trường báo cáo điểm trường màng mũ của năm lớp học với 138 học sinh Hiện tại tại điểm trường đang xây dựng mới 3 phòng học nên có hai lớp học chuyển đến học tại nhà văn hóa của bản. Theo bà Yến, trưa ngày 23 tháng 9, phóng viên chuyển động 24 giờ có ghi hình là ngày các cháu mang cơm gặp lồng và nhà trường có nấu thêm canh rau cải và mì tôm cho các cháu ăn. Như vậy qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn của các cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân huyện thấy nội dung phản ánh chuyển động 24 giờ của PTV1 về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường màng mũ, trường mầm non mồ về chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường về mục đích cơ bản để kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng cửa sở vật chất cho các trường. Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã yêu cầu lãnh đạo và giáo viên của trường mầm non Mù Dê báo cáo giải trình nội dung trong phóng sự, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mù Dê tổ chức họp để quán triệt tuyên truyền chủ trương chính sách của nhà nước về chế độ chính sách cho học sinh, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chấn chỉnh các đơn vị trường trong việc tiếp nhận hỗ trợ phát ngôn và thực hiện chế độ chính sách và ủy ban nhân dân địa phương cũng cho rằng phóng sự này là sai sự thật hình ảnh học sinh phải ăn cơm với gừng là hơi quá trao đổi với báo tuổi trẻ chiều ngày 27 tháng 9 bà lương thị xuyến phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mù căng trải yên bái cho biết từ phản ánh trên truyền hình sáng cùng ngày đoàn kiểm tra của huyện đã làm việc với địa điểm trường màng mũ để xác minh thông tin hình ảnh học sinh phải ăn cơm với gừng muối gừng chấm muối trên là hơi quá đối với mù căng trải những trường hợp ăn cơm với gừng là không không phải không là không có người dân thì vẫn ăn gừng bình thường như một gia vị người mông thì rất hay ăn khi đưa câu chuyện lên truyền hình như vậy là không chính xác về cuộc sống hiện tại của người dân thưa các anh chị như vậy là đã rõ tức là đây là một phóng sự ghi nhanh có hơi hướng dàn dựng và là một phóng sự theo kiểu thấy cây mà không thấy rừng nhịp cuộc sống qua lỗ khóa tức là từ một trường hợp cụ thể họ khoa trương và phóng đại lên thành ra người ta có một cái nhìn u ám về toàn bộ các điểm trường ở đây như thế là không đúng như thế là không đúng thưa anh chị tức là họ đến gặp gia đình anh Hờ A Dê. anh Hờ A D là một người làm phổ tố, tổ phó an ninh trật tự đồng thời đi cũng đi làm thuê và làm nông cuộc sống ở mức độ bình thường không phải là thuộc diện nghèo khó đến độ không có gì để cho con ăn không có gì cho con ăn và quỹ ban địa phương người ta đã chứng minh thu nhập của anh như thế nào cụ thể và là ngày hôm đó khi anh mỗi buổi sáng anh chuẩn bị cơm cho con đem theo trường gồm có mì tôm và trứng kèm theo trứng chiên trứng luộc gì đó và theo thói quen của người dân tộc anh sắc dài lắc gừng thì phóng viên VTV vào và yêu cầu anh sắc thêm rất nhiều gừng nữa bỏ đầu cơm để rồi quay lên và nói rằng lúc đó anh chưa bỏ trứng chưa chiên trứng xong anh chị và đến giờ học có con rồi con phải đi đưa cho con đi thì phóng viên mới quay lại cảnh đó quay lại cảnh đó và sau đó thì quay lại một hình ảnh quá thương tâm phải không học sinh đi học trẻ con đi học mà giờ cơm chỉ có cơm trắng với gừng với muối thôi rồi đến trường và phỏng vấn cô giáo đồng thời cắt cúp nội dung trả lời của cô giáo để nó phù hợp với bữa cơm của em học sinh chỉ có muối và gừng mà thôi à, như vậy rõ ràng rằng và từ một trường hợp cụ thể vừa thiếu sót vừa ban tích và như vậy phóng sự này áp đặt cái nhìn chung là à, học sinh dùng cao đặc biệt là tại địa phương này có cuộc sống cơ cực như vậy như vậy vậy thì vai trò tất nhiên là câu hỏi có đặt ra những người xem phóng sự này là vai trò của thầy cô ở đâu của ngành giáo dục ở đâu của ủy ban nhân dân địa phương ở đâu. À, như chúng tôi đã nêu, chúng tôi đã tham khảo rất nhiều điểm trường, không phải từ xa mà thực tế, à, cho thấy một điều lần trước anh chị, cho dù cuộc sống của chúng ta đang rất khó khăn, nói chung, nhưng đời sống xã hội cũng được nâng cao một phần và đặc biệt tại các vùng núi cao, chính phủ có rất chính sách rất nhiều, thí dụ như là tạo công an việc làm, à, thí dụ như là, à, thí dụ như là hỗ trợ chính sách về nông nghiệp và thí dụ như là cho nhà thí dụ cho anh hờ a dê này cũng được hỗ trợ nhà à, cuộc sống nó không đến nỗi nào bằng cùng đâu anh chị và đặc biệt là với các cháu nhỏ phải nói là nó có các chương trình của uh, kinh phí của các địa phương như quỹ ban trình bày là, là đúng rồi rồi các chương trình của chính phủ hỗ trợ à, các đoàn thể mặt trận tổ quốc và các tổ chức các quỹ từ thiện chúng tôi xin yêu hai quỹ từ thiện lớn đó là quỹ từ thiện cơm có thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn hay là bữa nay bây giờ là bữa ăn dùng cao rồi quỹ uh, lai tu lớp cuộc sống là yêu thương của doanh nhân Nguyễn Thanh Phượng và những người bạn đây là những quỹ rất lớn và ổn định uh, hướng tới những trẻ em vùng cao vùng bị thiên tai à, không chỉ là bữa ăn không họ còn chăm sóc về uh, xây dựng trường lớp rồi về y tế về vệ sinh về những căn chương trình này lớn hơn về đời sống, về môi trường để tạo cho các em học sinh vùng cao một cuộc sống tốt hơn và những kỹ năng sống cũng như tiếp cận dần không dự, không còn khoảng cách quá xa với học sinh ở các vùng đô thị à, như vậy là chúng ta thấy rõ ràng rằng ở đây với kinh nghiệm tôi xin nói một cách không ngoa rằng có vẻ thiếu kiêm tốn các anh chị bỏ qua tôi với kinh nghiệm 30 năm làm báo chúng tôi thấy rằng có một khuynh hướng khi thực hiện về những phóng sự về đời sống, đời sống, khi mà hiếm tìm được những nguyên mẫu, nguyên mẫu lấy nước mắt của người dân, của người như người xem, thì thường thường người ta phóng đại, cường điệu một yếu tố nào đó. ở đây là phụ huynh cho con chuẩn bị cơm cho con, trong đó có trứng, dẫn dân người dân, dân, thì nhà phóng viên bỏ qua những yếu tố đó, chỉ lấy muối với gừng với cơm trắng thôi, nhìn vào rất thương tâm. Nhưng thật ra muối, với gừng là thói quen như một thứ gia vị như chúng ta người kinh chúng ta ăn ớt hay ăn ớt thôi. Đó, tức là tách biệt một phần sự thật ra khỏi sự thật đời sống của nó để phục vụ ý định của người làm phim. Ở đây là mô tả cảnh người dân và đặc biệt là học sinh dùng cao khốn khó như thế nào. Trời ơi, các anh chị làm sao mà có thể kìm lòng được không khóc khi mà nhìn thấy một trẻ em học sinh dùng cao rét căm căm như thế ăn cơm với muối và gừng mà thôi ông có một thứ gì khác ông không có một thứ gì khác cả và thầy thì cô thì chỉ cho các em một bữa canh lỏng bổng, lỏng bổng, bóc cải thôi đây là một phương pháp phóng sự theo kiểu bần cùng quá đời sống không đúng sự thật không đúng sự thật cho dù các anh có ý định tốt để vận động này kia vận động kia dân dân nhưng sự thật là sự thật khi chúng ta làm báo đặc biệt là đạt làm truyền hình tác động trực tiếp đến người xem bằng hình ảnh chúng ta phải lấy yếu tố chân thực chân thực không có gì khác ngoài sự thật những câu hỏi không được quyền à, mang tính câu dẫn để người à, trả lời bị mắc bẫy ở đây là ông hờ dê phụ huynh bị mắc bẫy hôn nhiên rồi cô giáo ở trường cũng vậy, ở điểm trường cũng vậy, cũng mắc bẫy của phóng viên. Tất cả chị VTV chưa lên tiếng về vấn đề này. Chúng tôi rất hy vọng VTV trả lời rõ ràng cho bạn đọc và khán giả của mình về việc này. Về việc này. Xin cảm ơn các chị rất nhiều.